Chào nhau ha sẻo. Xin chào mừng tất cả các anh chị lại đến với ngữ pháp mỗi ngày một ngữ pháp trong cái video của thầy Cường ha. Và nhiều anh chị hỏi rằng là dạo này sao thầy ít ra video vậy? Thì thầy xin lỗi là trong khoảng thời gian vừa rồi thầy phải đưa một cái đoàn lao động của Đồng Tháp đi về nông nghiệp qua huyện Chợ Rôn của tỉnh Càng Quên. Thì nhiều bạn cũng hỏi cái chương trình này nó là như thế nào. Thì các chị có biết không, đây là cái chương trình mà do huyện Chợ Rôn và tỉnh Đồng Tháp kết nghĩa với nhau cho nên mới có. Và một năm như vậy thì có, tại thời điểm này thì có 3 đợt đi. Chính vì vậy mà thầy thường có những cái thời gian để đưa các anh chị đấy đi qua bên Hàn Quốc để mà làm việc. Rồi, chuyện thứ hai thì thầy cũng xin nói, thì các anh chị nào bây giờ muốn học online để mà thi cái kỳ thi ABS TOEIC thì các anh chị có thể liên hệ lại với thầy để chúng ta chọn cái ngày và cái giờ thích hợp nhất để chúng ta học. Và phương pháp học như thế nào thì các anh chị sẽ cài một cái chương trình được gọi là cái Team View, và mỗi ngày học thì thầy sẽ có cho các anh chị cái password hoặc là cái ID để mà các anh chị có thể nghe trực tuyến giống như là gặp thầy ở trên lớp và chúng ta có thể trao đổi với nhau. Còn ngày hôm nay thì 오늘은 러고 으로고 한국 러 으로 가다. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học về cái điểm phân biệt ngữ pháp giữa rô cô, ư rô cô, hoặc là rô khả tà, hoặc là ư rô khả tà. Thì rô cô là gì? Rô cô là dự định đúng không? Và ư rô cô cũng là dự định. Chúng ta thường dịch ra tiếng Việt nó là nếu muốn. Và khi nào thì chúng ta dùng cái rô cô à? Thì khi chúng ta dùng cái động từ hành động chúng ta cộng với rô cô, chứ chúng ta không thể nào dùng cái động từ tính từ ha. Không thể nào nói tôi định đẹp được hoặc là tôi định xấu được, mà chúng ta phải dùng nó là một cái động từ hành động. Ví dụ là tôi định đi karoko. Như vậy tôi dự định gì? Tôi dự định ăn một cư roko. Như vậy nhìn vào đây thì các anh chị thấy như thế nào? Kata dùng khi mà roko dùng khi mà động từ không có bát chim. Còn động từ có bát chim là dùng gì? Ư rô cô. Như vậy chúng ta sẽ thấy gì? Karoko một cư rô cô. Karoko một cư rô cô. Tôi định đi karoko. Tôi định ăn một cư rô cô. Một cư rô cô. Rồi, như vậy là về công thức thì chúng ta thấy như thế nào? Chúng ta đã có được là động từ hành động sẽ đi với rô cô hoặc là ư rô cô. Và động từ hành động đấy được gắn với rô cô hoặc ư rô cô để diễn tả cái dự định của người nói. Và chúng ta sao các anh chị? Chúng ta dịch nó ra là nếu muốn. Như vậy là karoko nếu muốn đi, mokuroko nếu muốn ăn. Còn điểm ngữ pháp thứ hai thì như thế nào nha? Điểm ngữ pháp thứ hai thì chúng ta thấy là chúng ta có cái ro kata hoặc là uro kata. Ví dụ như là usanen saro Shichang i kakata, kakasa kata cũng được. Thầy không chia động từ kasayo ra ha. Thầy muốn để cho nó ngắn gọn lại tí xíu. Giờ usanen saro shichang i kata. Ở đây thì sao? Where shichang i kasayo? Where shichang i kasayo? Usanen sada. Tôi định mua cây dù. Như vậy, ro này cũng mang một cái mục đích là gì các anh chị? Dự định ha. Mà cũng mang một cái mục đích là dự định. Và nó để đi kèm với động từ kata, có nghĩa là tôi đi đến đó để làm gì đó. Hay tôi đi đến đó để làm gì đó. Ví dụ như là gì? Tôi nên 자투로 응행에 왔어요. 갔다 왔다. 네. Như vậy là gì? Chúng ta thấy cấu trúc này còn được đi với động từ gì nữa? 오다. Đúng rồi, còn đi được với động từ 오다. Như vậy là 으로 가다, 으로 오다 đều được ha. Như vậy là gì? Ở đây là gì? 도는 자투로 ta, tôi nên trả ta là rút tiền, tôi nên trả từ đó để rút tiền. Ngân hàng e cắt ta hoạch sợi, tôi đã đi đến ngân hàng rồi đi về. Cắt ta hoạch ta có nghĩa là đã đi rồi về luôn rồi. Tôi đã đến ngân hàng để rút tiền.
tôi đã đến ngân hàng để rút tiền. Như vậy là gì? Chúng ta thấy là gì? Nếu dùng ro với ừ ro thì sao các anh chị? Nó phải đi kèm với động từ kata, hoặc là phải đi kèm với động từ gì? Ota. Đấy. Và ở đây thì chia ra quá khứ nó là gì? Kata và watta. Đó là thì quá khứ. Như vậy, ro cô, ừ ro cô cũng là để. Rồi, ro kata, ro ota. Uro kata, uro ota cũng là để. Như vậy hai thằng này nó khác nhau như thế nào thì các anh chị xem một cái ví dụ tiếp của thầy nha. Ví dụ như thầy nói han gu ge so thì các anh chị han gu ge를 배우고 있어요. Cô itta nghĩa là gì? Thầy muốn đưa rất là nhiều ngữ pháp vào đây để cho chúng ta cùng ôn được nhiều ngữ pháp đó nha. Cô itta là đang đúng không? Tôi đang cái gì? 왜 한국어를 배우다. Tôi đang học tiếng gì? Tiếng Hàn. 한국어를 배우고 있어요. Tôi đang học tiếng Hàn. 왜? 왜 한국어를 배우고 있어요? Tại sao tôi đang học tiếng Hàn? Để trả lời cho một cái dự định của người nói là gì? 한국에서 일하다. Tôi định làm việc ở Hàn Quốc. Như vậy rồi cô ở đây mang ý nghĩa là gì? Dự định. Ok ha. Như vậy là gì? 한국에서 일하려고 한국어를 배우고 있어요. Tôi đang định học tiếng Hàn. Xin lỗi, tôi đang học tiếng Hàn để định làm việc ở Hàn Quốc. Như vậy là rồi cô với lại là ro kata, ở đây mình chỉ xét cái chỗ là ro cô với ro thôi, thì ro cô với ro là giống nhau, là chỉ cái mục đích, nhưng khác nhau ở cái chỗ là gì các anh chị? Ro cô là đi được hết với tất tần tật các động từ khác. Ví dụ thầy cho một ví dụ nữa nè. Ví dụ là gì? Chúng ta nói tôi một usanen sa ro cô si chang e khayo. Như vậy rõ ràng ở đây thầy lấy lại câu trên đúng không, và thầy thay cái chữ, lấy lên câu này nè các anh chị, thầy thay cái chữ ro này bằng ro cô được luôn. Bởi vì sao? Bởi vì là tôi đi ra chợ để định mua cái dù usanen sa ro cô si chang e khayo, rồi tôi định đi ra chợ để mua cái dù, thì có nghĩa là gì? Ro cô định này dùng với tất tần tật. Dùng được hết với tất cả các cái động từ ở mệnh đề thứ hai này. Như vậy là gì? Ở đây thầy có thể thay, ở đây thầy có thể thay cái gì? Cái chữ ro này thì bằng cái chữ gì? Rò cô, sa rò cô. Đấy. Thầy có thể thay được là sa rò cô, sa rò cô, đúng không? Sa rò cô, si chang e gassoyo. Và ở đây thầy cũng có thể thay được là gì? Đúng rồi. Ở đây thầy vẫn có thể thay được nó là chachuroko. Có nghĩa là gì? Tôi định rút tiền cho nên tôi đã đi đến ngân hàng. Tôi đã đi ngân hàng về. Như vậy là gì? Cái roko này là thay thế cho được cả cái uro. Và uro là gì? Uro và ro nó chỉ đi với động từ kata và động từ ota, hoặc là tanita. Tanita, cái chỗ mà mình thường xuyên lui tới thì ta dùng là tanita. Như vậy là gì? Khác nhau giữa hai thằng này là như vậy. Và tất cả hai thằng này đều trả lời cho câu hỏi là quê, tại sao? Để chỉ cái mục đích của người nói họ muốn làm cái gì. Như vậy là thầy tin các anh chị đã hiểu được điểm ngữ pháp này đúng không ạ? Ro cô với uro thì đều diễn tả cái mục đích là dự định để cái gì đấy. Nhưng cái ro thì phải viết đi với động từ kata, ota hoặc là tanita. Còn uro, uroko thì dùng được với tất cả các động từ. Và gì? Chúng ta nhớ rằng cái roko có thể thay được cho uro, nhưng uro không thay đổi được cho chữ roko. Và chúng ta nhớ nha, bởi vì hai điểm ngữ pháp này xuất hiện rất nhiều trong kỳ thi ABS TOEIC của chúng ta. Và chúc chúng ta học thành công với điểm ngữ pháp này để chúng ta có thể làm tốt được bài nghe và bài đọc. Bài học ngày hôm nay đến đây là hết ha. Nếu như có thích cái video này thì rảnh các chị hãy cho thầy một đăng ký hoặc là một subscribe, like, share nếu như các anh chị muốn. Và chúc các anh chị luôn luôn thành công. 안녕히 계세요.